xin chào, mình là Linh, mình là nhân viên bán hàng của Tân Tiến Đạt. Địa chỉ là 35 Nguyễn Huệ. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng xe Minion. Cái dòng xe rất là nhiều bạn hỏi về giá cả, về chức năng của xe như thế nào. Thôi bây giờ đi với mình ha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn và gặp trực tiếp một anh bán hàng để hỏi ảnh, tra khảo ảnh. Đi, let's go. Hello. Chào anh. Chào anh. Anh ơi, anh có thể giới thiệu cho em biết là cái dòng xe này á là có gì đặc biệt không anh? Bởi vì là ở trên fanpage nè, em thấy ở trên fanpage á thì có rất nhiều bạn rồi muốn quan tâm về chiếc xe này. Thì em không biết là anh có thể giới thiệu những điểm mà đặc biệt của xe này có được không? Xin giới thiệu, mình là Tùng, nhân viên tư vấn sản phẩm ở cửa hàng Tân Tiến Đạt. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu với các bạn luôn, đây là dòng xe GoGo. Hiện tại bên cửa hàng mình đang kinh doanh dòng xe này. Đây là dòng xe gắn máy 50cc. Được ưa chuộng hiện nay, nhất là giới trẻ cũng như là học sinh, sinh viên. Nó đặc biệt hơn cái là nó có thiết kế ngoài mặt trước, nó có cặp mắt của Median. Median hả? Dạ. Nhìn tếu quá ha. Các bạn nhìn nè. Đúng dạng cái kiểu mà dành cho học sinh sinh viên luôn. Dễ trâu. Đây. Dạ. Đây các bạn. Miệng cười Median đây. Ê. Vậy dễ trâu. Em không biết là bây giờ mình có thể mở máy lên để coi. Dạ, để coi anh. Được không? Dạ. Khi mình mở lên nó rồi đây tính năng đây như em thấy đó, có cặp mắt như là một thiên thần. thiên thần mắt lòi đúng không anh? Đúng rồi dạ. Phía dưới nó có một dải đường đèn led cũng sang trọng màu xanh. Phía trên thì cũng có một dải đèn led có thương hiệu Moto. Còn về bảng đồng hồ táp lô thì trước tiên là mình nhìn thấy là có đây là báo nhiên liệu. Rồi, kế bên là hiển thị km. Còn phía bên tay phải này là số km mình đã đi. Với các hệ thống như đèn, nhan. Loại xe này là lớp không gột ha. Lớp không gột. Dạ. Bản lớp cũng to, bự. Xe đây là phù hợp với lại chắc phù hợp với lại học sinh. Dạ. Như với lại các bạn nữ á, ưa chuộng hơn nữa. Ưa chuộng nữa. Dạ. Tại vì nó nhìn nó kiểu mà nhìn nó duyên dáng, nó phù hợp với mấy bạn nữ. Như em nè. Như em nè, em nam đi, em gì em có đi được xe này không anh? Vẫn được luôn. Vẫn được hả? À. Em gì em được luôn. Được luôn. Được luôn hả? Nhưng mà mình chọn màu khác, ví dụ như màu xanh hay là mấy màu đỏ này kia. Đây, phía sau đuôi vẫn có một dải đèn led. Đi bây giờ em có thể ngồi lên để coi dáng em có hộ không anh? Dạ được luôn. Cũng ngồi lên ha. Dạ. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình hò lên rồi các bạn coi dáng form của mình ha. Còn mình thấy rất là ok. Không phải là các bạn trẻ không? Những người mà đứng tuổi như mình là muốn sống trẻ lại. Mình cũng chọn xe này. Sao thấy có vừa không anh? Em thấy cái là vừa lòng, nhưng mà em không biết là khi mà đi mà xe mày chạy cho 50cc như gì á thì mình đi có được lâu hay không? Lâu là ý nó là lâu là mình đi lâu cái là đi khoảng được bao nhiêu cây số anh? Với cái dòng xe này thì dung tích của bình nhiên liệu là khoảng 3,8 lít. Dạ. Chạy
Vậy là chạy cũng phải là chừng cũng phải là cũng cái trăm cây rồi. Dạ dạ. Ok, xin chào các bạn. Mình cũng với các bạn tìm hiểu về chiếc xe Gogo Pro với cái mặt mặt là Minion. Mọi người chiếc xe khá là dễ thương. Dạ luôn. Ok. Anh ơi, em muốn nghe tiếng xe được không anh? Bây giờ đó đó. Em muốn nghe tiếng xe. Quá mạnh. Có kháng không? Hiện tại thì sản phẩm bên đây mình chưa có chạy thử đó, rồi hẹn mấy bạn dịp khác đi. Và video tiếp theo mình sẽ trải nghiệm về phần vận hành. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào. Tâm tiếng này xin chào.